ồn ào quá vậy hả? Có rượu à? Anh em, nâng chén. Rượu chè gì ở đây? Anh có biết tôi là ai không hả? Hả? Cô là ai? Ôi trời, ồn ào quá đi, ra ngoài đi. Tôi là một gái đấy. Anh không mau ra ngoài, anh mất đời trai đừng có trách nhá. Cô là gái á? Bảo sao cô xinh như thế? Ước thì tôi được ngủ với cô một đêm, chắc là thích lắm nhỉ. Được, tôi sẽ ngủ với anh. Nhưng mà ngủ xong sáng mai dậy thì trả tiền cho tôi đấy, biết chưa? Tiền chứ gì, thằng này không thiếu. Thế được rồi, thế hôm nay tôi sẽ chiều anh từ A đến từ Á. Cô là ai? Tại sao cô lại ở đây? Hôm qua anh ngủ với tôi cho đã rồi, bây giờ còn hỏi nữa. Ngủ á? Cô trả lời tôi đi, đêm qua cô đã làm gì tôi rồi? Thì làm tình chứ làm gì. Anh nghĩ tôi ăn thịt được anh chắc. Cái gì? Làm tình á? Cô... cô là con gái sao mà dễ dãi thế hả? Thì gia đình cô có biết chuyện này hay là có bắt tôi chịu trách nhiệm không đây? Này, vừa phải thôi nhá. Tôi làm gái ngành thì tôi ngủ với đàn ông là chuyện bình thường mà. Phiêu ơi là Phiêu, tại sao lại ngủ với gánh gánh? Đây là phòng của thằng Đạt mà. Này, mở mắt to ra mà nhìn đi. Đây là phòng của tôi. Phòng ông Đạt là phòng đối diện kia kìa. Ngủ với người ta chán rồi, bây giờ hạnh huệ nữa. Mau đưa tiền đây. Tiền gì? Đưa tiền hôm qua anh ngủ với tôi. Hôm qua nhá, anh còn luôn mồm khen là tôi giỏi lắm cơ mà. Thế đừng mơ tôi cho anh ngủ free. Đúng là đèn đổi thật. Tiền đây, cầm lấy đi. Xong ấy, coi như là chấm dứt nhá. Chúng ta không quen biết nhau nữa. Thế anh nghĩ tôi muốn gặp lại anh chắc? Đi. Ô, anh Phiêu. Đạt à? Sao hôm qua anh bảo là anh về lấy rượu mà? Sao mà mất hút luôn đấy? Hôm qua anh mệt quá nên đi thẳng về nhà ngủ luôn. Ôi mà anh hỏi này, cái đứa phòng đối diện này làm gái à? Đối diện nhá? Em không biết đâu, nhưng mà sao đây? À, không có gì đâu, anh hỏi thế thôi. Thôi, muộn rồi, anh phải đi có việc nhá. Vâng, thôi anh đi đi. Làm gái à? Chó ấy. Mày mù à? Bọn tao đi bên phải đường. Mày vẫn đâm được vào xe của tao. Tôi không đi sai. Rõ ràng là tôi xin ra sang đường rồi. Các anh cố tình đâm vào tôi. Bây giờ các anh đòi ăn vạ là sao? Chó ấy, một cái. Các anh giật đánh tôi hả? Có tin tôi báo công an không? Mày báo công an đi. Này, khôn hồn ấy thì nôn tiền ra sửa xe này vào. Không ấy thì hôm nay ấy không mang cái mạng chó của mày đi đâu. Tôi không có tiền. Với lại xe của các anh ấy cũng không chạy sức gì cả. À, chó ấy. Không đưa tiền ấy, tao đứng bên đường bên kia thấy chúng mày rồi nhá. Này, thích làm chí phải ăn vạ không hả? Con điên này, việc của mày à? Này, không, tao gọi công an đây. Khoan đã, đánh người bình thường mà không xin lỗi à? Đưa tiền bồi thường đi còn gì? Không ý, tôi hét lên là các anh tiếp tội đấy đấy. Nhanh. Đây, đưa đi đưa. Biến. Anh có sao không? Tôi không sao, cảm ơn cô. Bảo tại sao cô lại đây? Thì tôi làm gái, thì tôi đứng đường chứ đứng đâu. Mà tôi thấy anh say sát như này, hay là về nhà tôi sẽ trùng cho. Nhưng mà... nhưng mà cái gì nữa, nhà tôi thì anh cũng đến rồi còn gì. Đi, không phải ngại đâu. Tôi sát trùng xong rồi đấy, nhưng mà anh không yên tâm thì đi viện kiểm tra. Như này đủ rồi, tôi cảm ơn. Mà tôi cũng xin lỗi cô chuyện hôm trước. Do tôi nọc tính quá nên nặng lời với cô. Ông sao, tôi cũng quen rồi mà. Mà cô có tính bỏ nghề không? Cũng nhiều người khuyên tôi bỏ nghề, nhưng mà chính những người đấy là khiến tôi đi ngủ. Thế mới được cười chứ. Nhưng mà
Tại sao cô làm nghề này? Bởi vì bố tôi bán tôi làm gái để có tiền đánh bạc. Cái gì? Tại sao lại có người bố tôi tệ như vậy được nhỉ? Đời mà, tôi làm nhiều cũng quen rồi. Với cả bây giờ tôi trả hết nợ rồi. Tôi cũng chỉ là gái bán hoa tự do thôi, anh không cần phải lo đâu. Thế vậy cô có muốn bỏ nghề không? Tôi sẽ giúp cô. Thật á? Anh giúp tôi. Tôi muốn... tôi không muốn làm cái nghề này nữa. Anh sẽ giúp em. Chào chị. Chị là Ly phải không ạ? Đúng rồi. Anh đến tìm anh Phiêu à? Anh Phiêu đi ra ngoài rồi. À thôi, thế thì em gặp chị là được rồi. Em ở đối diện với phòng chị ấy, chị nhớ không? Tôi nhớ. Cậu ngồi đây đi, tôi ra ngoài gọi anh Phiêu nhé. Này, cậu làm gì đây? Chị làm gì mà phản kháng ghê vậy? Em chỉ muốn chúng ta vui vẻ một tí thôi mà. Đường nào nó chả là nghề trước của chị. Tôi bỏ nghề làm gái rồi. Bỏ nghề á? Buồn cười nhỉ? Gái bây giờ lại lập đền thờ trinh tiết à? Thôi, ngoan chiều tôi đi. Xong thì cả hai cùng sướng. Có cái gì đâu. Mày nhổ ra. Mày làm thế bạn gái tao thế à? Anh ơi, hiểu lầm thôi anh ạ. Cô ta làm gái, cô ta dụ dỗ em mà. Cậu nói dối. Tôn không để cậu có mắt cơ mà. Anh ơi, Đạt. Đây là bạn gái, chính là vợ tương lai của tao. Mày động chạm đến cô ấy cũng là động chạm đến tao. Mày đi tao còn đối xử mày không? Anh ơi, em xin anh cho em về nhá. Em xin lỗi nhá. Anh chị em về. Em có làm sao không? Dạ không, nhưng mà sao anh lại tin em? Em làm gái mà. Làm gái đối với anh hay không? Nó không quan trọng. Nghề nghiệp không nói lên bản chất của con người. Con cho là anh yêu em thật lòng là đúng. Em muốn sống bên anh hạnh phúc cả đời.